chúng ta đang ở một căn hộ resident hay rồi gọi là căn hộ tổng thống cực kỳ là đẹp của dự án đời sống chúng ta mọi người nhé. Thì đây là khu vực mà Giang đang ngồi nè, khu vực phòng khách nha. Và phòng khách của chúng ta có một cái ban công cực kỳ là rộng luôn mọi người. Ban công này view biển cực kỳ là đã nha. Và có 3 phòng ngủ. Bây giờ Giang sẽ mời mọi người di chuyển vào cái phòng ngủ master bedroom. Đây là phòng ngủ master bedroom mọi người nhé. Rồi thiết kế cực kỳ là đẹp sang trọng đúng không ạ? Anh chị nào vô đây là chỉ muốn sở hữu ngay và muốn ở ngay thôi. Và sau này khai thác cho thuê cực kỳ là tốt luôn. Đó. Những cái người mà muốn thuê là họ sẽ chọn căn này chắc chắn Giang đảm bảo điều đó luôn. Trong căn hộ chúng ta nó có luôn một cái phòng tắm nè mọi người. Và cái phòng tắm đứng luôn, phòng vệ sinh riêng nè. Rồi bồn rửa mặt hai bồn nha mọi người. Và gương nè, gương soi nè mọi người nhìn nè. Hai bồn nha. Hai bồn gương soi. Gương vừa là tủ vừa là gương soi. Ba cái tủ nha mọi người. Bây giờ mình di chuyển vào phòng ngủ số 2 ha. Cái phòng ngủ số 2 cực kỳ là có luôn mọi người ơi, đẹp, thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Đây là phòng ngủ số 2, nó có view cực kỳ là rộng luôn mọi người. Đó, thiết kế đẹp luôn ạ. Đó, nếu mà người ai mà đại gia đình mà đi du lịch Vũng Tàu chắc chắn sẽ chọn căn này thuê. Đây là phòng ngủ số 3 dành cho trẻ em nè. Đó, hai giường nha, một cái giường tầng với một cái giường dưới đất. Đó, và các phòng ngủ cho em cũng có một cái tủ của một cái hệ thống gọi là cửa sổ luôn. Rồi không gian nó có một cái bàn ghế cho các em học tập ở đây, vừa đi học vừa trải nghiệm cuộc sống ở Vũng Tàu. Ở đây là phòng vệ sinh dành cho hai phòng ngủ đó. Và phòng vệ sinh này có một cái cửa view trực diện bên ngoài luôn. Ai tắm mà cũng ngoài những anh chị mà tắm biển nhìn lên cũng được luôn mọi người ơi. Và trong đây cũng có hệ thống tủ nè mọi người. Vừa là gương vừa là tủ luôn nha. Rồi chưa hết. Rồi chúng ta sẽ có một cái bếp cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là resident luôn. Thì anh chị nào không muốn mua, không muốn ăn thực phẩm ở bên ngoài đại đường, có thể là mua thực phẩm tươi sống về. Những hải sản tươi sống tại Vũng Tàu rất là tươi, rất là sống luôn. Mỗi buổi chiều sẽ có ghe đánh ghe ra ghe biển sẽ về và đưa thực phẩm tươi sống cho mọi người. Chỉ cần mua thực phẩm đó về nhà mình tự nấu nướng, mình tự nấu nướng sau đó mình dọn ra ngoài mình dùng luôn, mình dùng cả gia đình luôn. Mình vừa ăn mình vừa view biển. Cái view này là view trực diện ra biển nha mọi người, trực diện biển bãi biển Thị Vân. Rồi mọi người muốn thuê tại căn hộ đây và muốn sở hữu căn hộ resident này, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855. Giang sẽ hỗ trợ chọn cho anh chị căn mua lại hoặc là thuê lại, hoặc là thuê ở ngắn hạn cũng được. Liên hệ với Giang. Giang có rất là nhiều căn tại dự án đời sống Vũng Tàu, căn Resident. Hẹn gặp lại mọi người tại căn Resident này. Xin chào mọi người.